A Vietnamese father has spent hundreds of hours and thousands of dollars converting an old van into a wooden tank for his son. Take a look. Cái điều mà mình cảm thấy tự hào nhất mà mình đó là con trai mình rất là vui. Khi mà mình làm xong chiếc xe này thì con mình nó rất là hạnh phúc. Và mỗi khi mình chở con mình trên chiếc xe tăng này thì nó đều khá là quẩy, nó rất là vui. Cái chiếc xe này thì mình chỉ nghĩ đơn giản thôi, giống như là một chiếc xe ô tô bình thường. Chỉ là mình cải tiến nó giống như một chiếc xe tăng để nó thú vị hơn. Khi mà mình và con mình cùng đi chơi trên chiếc xe này thì nó sẽ vui hơn. Còn chiếc xe này thì nó không có bất cứ một cái gì nó liên quan đến vũ khí hay là chiến tranh cả. Nếu như mình nghĩ, suy nghĩ, nếu như tất cả những chiếc xe tăng trên thế giới đều giống như chiếc xe tăng của mình thì nó, tất cả những chiếc xe tăng trên thế giới không có gì nguy hiểm và nó sẽ là những cái điều rất là thú vị.